bạc hiếc. Alo. Con nghe giám đốc. Dạ, giám đốc có gì cần nhắn con? Từ giờ trở đi á, cậu cắt hợp đồng cung ứng hàng của cậu Ba Khía cho tôi. Rồi cậu chuẩn bị cái tiền bồi thường hợp đồng cho cậu ấy luôn cho tôi đi nha. Dạ. Alo. Là tôi nè. Cậu tìm tới mấy cái chủ dựa và nhà hàng hải sản á, mấy cái nhà hàng mà tôi đưa danh sách cho cậu á, loan tin đồn về cái chuyện làm ăn mất uy tín của cậu Ba Khía cho tôi. Thiệt tình, bà với tên Hai Còng muốn lợi dụng tôi hả, để phát triển việc làm ăn à, cho con trai của hai người sao? Vậy thì tôi sẽ khiến cho hai người phải trả giá. Alo. Dạ em nghe. Anh nói sao? Nhà hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng với em hả? Ủa tại sao vậy anh? Là do bác Hùng ra lệnh hả? Anh có biết lý do tại sao không vậy? Anh không biết luôn. Dạ, em biết rồi. Bây giờ em qua em thanh lý hợp đồng với anh luôn nha. Ủa, chuyện gì vậy? Bên nhà hàng đòi cắt hợp đồng với anh hả? Tại sao lại cắt hợp đồng đột ngột vậy trời? Tôi đâu có làm cái gì sai đâu. Vậy bây giờ anh tính sao? Chứ không lẽ mình chấp nhận nghe theo lời họ hay sao? Nhà hàng lớn mà làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy tụi bay? Đi tìm con Trinh hỏi cho nó ra lẽ coi. Dạ, con cũng đang tính tìm bác Ngọc để hỏi chuyện cho ra lẽ nè. Thiệt tình, cuộc đời của con làm chuyện gì cũng không được suôn sẻ hết. Nè, tôi nói nghe, bây giờ ông vô thay đồ, đi qua bên đó coi thử coi sao. Đi đi, nhanh lên. Alo. Hàng bị lỗi, tôi không có nhập nữa, vậy nha. Dạ, con biết rồi. Dạ. Alo. Trời ơi, làm ăn gì mà kỳ cục vậy? Giao hàng gì mà xấu quá vậy? Tôi không có lấy hàng nữa nha. Tôi biết rồi. Đừng có gọi làm phiền tôi nữa nha. Dạ, tôi biết rồi. Chuyện gì vậy? Sao nghe điện thoại sao mặt lo lắng quá vậy? Mấy mối hàng lớn gọi điện tới đòi hủy hàng nãy giờ. Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại dồn cùng như vậy nữa. Nhưng mà tại sao họ lại hủy hàng? Người ta nói dạo này bán ế cho nên không đặt hàng nữa. Người khác thì nói hàng tồn nhiều cho nên không muốn lấy thêm. Rồi có người lại đổ thừa là sắp bị thanh tra. Rồi có người còn nói muốn tập trung vào món mới, không muốn phát triển món cũ nữa. Ai cũng có lý do chính đáng hết. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Những khách hàng đó chẳng qua là quan hệ trên phương diện kẻ mua người bán mà thôi, không có lâu dài được. Hay là bây giờ anh tìm bác Ngọc hay là Trinh nhờ giúp thử coi sao? Tôi tìm rồi. Bác Ngọc thì đi du lịch ở nước ngoài, còn Trinh thì nói là tôi chờ cho qua đợt thanh tra này đi, rồi mới tìm hướng giải quyết. Dạ, con nghe này tía. Con tía điện tía nhắc bay tuần sau là tới ngày trả tiền công cho bà con rồi đó. Bay có về được thì về, còn không về được bay gửi tiền về đặng tía thanh toán cho người ta chứ con. Dạ, con biết rồi tía. Bay làm gì mà nói giọng yếu xìu vậy? Đang say ke hay là bệnh? Tía ơi, mối mang ở trên này quỷ hàng của con hết rồi. Cái gì? Sao khi không lại quỷ hàng? Lỗi không phải do mình, mà là do bên họ muốn quỷ hết. Ai cũng có lý do chính đáng hết, cho nên con đành phải chấp nhận thôi. Còn nhà hàng con Trinh sao? Cũng y chang vậy luôn à. Cắt hợp đồng tạm thời với con rồi. Trời đất quỷ thần ơi,
Tại sao cái tai bay quả gió cứ ập vô cái gia đình này hoài vậy trời? Nhưng mà tía yên tâm đi tía, con với Mai mới tìm ra được cách rồi. Tới khi đó chắc chắn là con sẽ trả tiền công cho mọi người mà. Có thiệt vậy không? Hai bay nói để tao yên bụng. Dạ con nói thiệt mà tía, tía yên tâm nha. Ừ, nếu được vậy thì tía cũng mừng. Chứ bằng không á là tía thức trắng mấy đêm nữa. Vậy thôi con cúp máy nghe tía. Bây giờ con có công chuyện gấp rồi, có gì con gọi sau tía nghe. Tía với cả nhà giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Nè, anh nói tuần sau trả tiền công hả? Anh dám có xoay sở được không? Tôi chưa dám chắc nữa. Nói nghe nè, tôi cũng để dành được một số tiền kha khá. Nếu như mà anh muốn mượn á thì tôi cho anh mượn, trả tiền công trước, chừng nào mà anh có thì trả lại tôi cũng được. Thôi, để tôi tìm cách trước đã. Chừng nào bí đường rồi tôi sẽ nhờ cô nha. Dù gì cũng cảm ơn cô trước. Không có gì.